Xin chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Bão Noru tăng gần 3 cấp, sức tàn phá có thể cao hơn bão Sansene. Nhận định mới nhất cho thấy bão Noru là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến miền Trung. Mức độ tàn phá có khả năng tương đương đến cao hơn cơn bão Sansene năm 2006, đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam, từng gây thiệt hại rất nặng nề. Bão tăng cấp rất nhanh. Vào 7 giờ sáng nay, tâm bão Noru cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Như vậy, chỉ trong vòng hơn một ngày, bão Noru đã tăng gần 3 cấp, từ cấp 12 lên gần cấp 15. Theo ông Mai Văn Kiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh cấp 10 khoảng 300 km, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 100 km xung quanh mắt bão. Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định bão số 4 có cường độ trên cấp 13, giật cấp 17 khi vào gần bờ biển miền Trung. Việt Nam nhận định trong ngày hôm nay bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày hôm nay, tâm bão chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 170 km về phía Đông Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong đêm nay đến rạng sáng mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Thời điểm đổ bộ đất liền, bão duy trì sức mạnh cấp 12, 13, giật 15, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, Bắc Tây Nguyên từ khoảng tối nay. Đến 7 giờ ngày mai, tâm bão trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Theo ông Mai Văn Kiêm, đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Bộ. Mức độ ảnh hưởng có khả năng tương đương đến cao hơn cơn bão Sansene năm 2006, cơn bão từng gây ra gió mạnh cấp 13, giật cấp 14 khi đổ bộ Đà Nẵng, Quảng Nam, khiến 76 người chết và mất tích, 532 người bị thương, gần 350.000 căn nhà bị đổ, hư hại gần 1.000 tàu thuyền bị chìm. 9 trên 14 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định phạm vi ảnh hưởng của bão Noru rất rộng với 9 trên 14 tỉnh thành phố miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trong đó, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định là 5 tỉnh thành phố được dự báo chịu tác động của bão mạnh nhất. Gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây cũng là 5 tỉnh chịu rủi ro thiên tai cấp 4 chỉ sau cấp thảm họa. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên từ tối nay có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày mai, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. 4 tỉnh Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai chịu rủi ro thiên tai cấp 3. Về mưa, dự báo bão số 4 sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Trung và Bắc Tây Nguyên với lượng mưa dự báo đến 300-400 mm. Do mưa lớn xối xả tập trung trong thời gian ngắn nên gây ra một đợt lũ ngập lụt diện rộng tại khu vực đồng bằng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, đặc biệt là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Với nguy cơ ngập lụt dự báo tại Thừa Thiên Huế có 4 trên 8 huyện với 58 xã Quảng Nam, có 6 trên 18 huyện với 75 xã Quảng Ngãi, có 6 trên 11 huyện với 74 xã, độ sâu ngập lụt trung bình từ 0,3 đến 0,6 m.
mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi của các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định. Cần đặc biệt lưu ý các huyện có nguy cơ rất cao gồm Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Quảng Nam, Sơn Tây, Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Hà, Quảng Ngãi, Đắk Rây, Con Rẫy, Tum Rông, Con Tum. Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể đánh đắm tàu thuyền lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, trong sáng nay, nguy cơ lớn nhất, nguy hiểm nhất của bão Noru là gió rất to, sóng rất lớn. Nơi bão đi qua, cường độ gió đạt cấp 13-14 có khả năng đạt cấp 15, gió giật cấp 17, sóng cao 8-10m có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn. Các huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 4. Khoảng đêm nay đến sáng mai, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 12-13, sóng biển cao từ 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng tổng cộng 3-4m, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản có nguy cơ ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Dự báo từ tối và đêm nay, đất liền bắt đầu chịu tác động của gió bão. Thời gian nguy hiểm nhất của gió mạnh là từ đêm nay đến sáng ngày mai. Bão Noru mạnh thêm, 60 huyện, đô thị có nguy cơ ngập úng. Trong đêm qua, bão Noru đã tiếp tục mạnh thêm. Dự báo thời điểm áp sát đất liền nước ta, bão sẽ duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 16, mạnh nhất trong 20 năm qua ở miền Trung. Vùng ảnh hưởng kéo dài từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Bắc Tây Nguyên. Bão tiếp tục mạnh thêm. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua, sau khi đi qua vùng biển khá ấm và có độ đứt gió nhỏ, bão Noru đã tăng gần 3 cấp. Vào 4 giờ sáng nay, tâm bão trên vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 250 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong ngày hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều nay, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300 km, Quảng Nam khoảng 250 km, Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150-183 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong tối và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 4 giờ rạng sáng mai, tâm bão trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị, Bình Định, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150-166 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong ngày mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền Trung Trung Bộ trong khoảng sáng mai. Sau đó, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Gió giật dữ dội, mưa xối xả trên đất liền. Bão Noru được nhận định là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua đổ bộ nước ta, với sức tàn phá được nhận định là khủng khiếp. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng mây rất rộng, bão Noru sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta khá sớm. Trong đó, thời điểm bão quần thảo dữ dội nhất là từ tối nay và đêm nay cho đến ngày mai. Dự báo từ tối và đêm nay, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày mai, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11.
từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350mm một đợt, có nơi trên 450mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày mai, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, cấp rất lớn chỉ sau cấp thảm họa, với 5 tỉnh chịu tác động mạnh nhất của bão là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 4 địa phương khác là Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên chịu rủi ro thiên tai cấp 3, cấp lớn. Nguy cơ nước biển dâng gây ngập úng ven biển. Do ảnh hưởng của bão Noru, vùng biển phía tây nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, sau lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 9-11m, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4m, biển động mạnh. Từ sáng nay, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội. Từ chiều nay, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Dự báo khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng do bão cao 1-1,5m, mực nước tổng cộng nước dâng bão kết hợp với thủy triều cao 2-2,5m, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn. 60 huyện đô thị có nguy cơ ngập úng. Theo ông Mai Văn Khiêm, do mưa rất lớn, lại tập trung trong thời gian ngắn nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ trên các dòng sông, ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất và lũ quét vùng núi. Cơ quan khí tượng nhận định hai kịch bản lũ có thể xảy ra. Ở kịch bản mưa phổ biến 300mm, các sông Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở Bình Định, Kon Tum, Gia Lai ở báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông Thừa Thiên Huế ở báo động 1 và trên báo động 1. Ở kịch bản mưa phổ biến 400mm, đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. 60 đô thị đối mặt nguy cơ ngập úng. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. Quảng Bình, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy. Quảng Trị, Hướng Hóa, Đắk Rông, Do Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà. Huế, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thành phố Huế. Thành phố Đà Nẵng, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn. Quảng Nam, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thông Bình, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ. Quảng Ngãi, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi. Bình Định, An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn. Phú Yên, Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa. Kon Tum, Đắk Lây, Đắk Tô, Đắk Hà, Kon Plong, thành phố Kon Tum, Sa Thầy, La Hạt Rai, Gia Lai, Mang Giang, Phú Thiện, Ayumpa, Krongpa, An Khê, Ca Bang, thị xã An Khê. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.